Chào xuân năm 2020, shoplink vận may siêu cấp.com tăng tỷ lệ trúng kim cương và edit cực cao. Chỉ với 20.000 đồng, các bạn có thể nhận được 9.000 kim cương và hàng nghìn mã code cực kỳ là VIP. Rồi, bây giờ mình sẽ sang thử vận may kim cương 20k để xem tỷ lệ trúng kim cương shop là bao nhiêu nha các bạn. Đó, với 20k đầu tiên thì mình sẽ trúng được bao nhiêu kim cương nha. 20k đầu tiên mình đã trúng được 9.000 kim cương. Wow, chỉ với 20k đầu tiên mình đã trúng được 9.000 kim cương rồi. Để chắc chắn tỷ lệ trúng của shop là cao, mình sẽ quay thêm lần nữa. Và với 20k tiếp theo là mình đã trúng được 6.100 kim cương. Phải cả trường, chỉ với 40.000 đồng mà mình trúng được 15.000 kim cương. Tỷ lệ của shop quá cao. Thì đường link của shop mình sẽ để phần mô tả bình luận video cho anh em vào quay nha. To the sea for a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end. Come on, baby, let me tell you one time that I've always got a lover till we never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Off your seat, clap your hands to the beat. Got the champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dan, smoke. Fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Ok, hello anh em nha. Thì hôm qua nó mới cái cập nhật cái OB mới, OB 20 á. Thì hôm qua tới giờ mình ngồi mình test đôi nhại để mình đăng lên hướng dẫn cho anh em nè. Thì mình test xong xuôi rồi anh em à. Mùa này chơi game cũng không lắc. Anh em có thấy lắc không? Không thấy như nào thì comment xuống bên dưới cho mình biết với nha. Thì mình thấy là mùa này cái tâm khá là ok. Nó cũng không lắc luôn. Thì mình test xong xuôi hết rồi. Giờ mình sẽ hướng dẫn nha em nha. Nhưng mà mấy nay mình đăng mấy cái video highlight anh em. Mình đăng thì mình thấy view thấp quá. Không có ai xem luôn á. Thì không biết anh em muốn xem mình là về highlight hay là hướng dẫn cái tâm, hướng dẫn leo rank như nào, di chuyển rồi thì anh em cùng mình luôn cho mình biết nha. Chứ mình thấy mình đăng video highlight bắn cũng ổn mà không thấy xem hết, mình không biết sao nữa. Ok, bỏ qua mấy vấn đề đó thì giờ mình sẽ hướng dẫn cái đồ nhại cho anh em nha. À, còn một cái vấn đề đó nữa là cái bắn ba ngón, anh em để cái nút nhảy mình cái mic nha, bên trái á. Thì chơi sao để cho nó khỏi khượng, thì có anh em nhảy nó bị khượng lại đúng không? Có gì mình sẽ chẳng sao nha. Giờ mình sẽ nói đi vấn đề đồ nhảy nha. Đây, đồ nhảy. Này là đồ nhảy mình đang dùng trong OB20 nha. Còn cái OB19 là đây, đồ nhảy cũ của mình nha. Đây, để mình chỉnh lại. Đây là đồ nhảy OB20. À, đây là đồ nhảy OB19, sorry các bạn. Đây là cái đồ nhảy của OB10 trước của mình. Nhưng mà giờ thì mình chỉnh thấp xuống rồi. Mỗi cái mình chỉnh thấp xuống 10 hoặc 5. Thì mình khuyên anh em nha, cái đồ nhảy mùa trước của anh em á, anh em nào mà kéo cảm thấy ok rồi, cảm thấy nó ok rồi thì anh em
thì anh em để anh em chỉnh mấy cái ống nhắm, cái x2 với bóng anh em chỉnh xuống thấp xuống 5 cho mình. Ok, anh em chỉnh xuống 5. Còn cái độ nhạy của mùa trước của bạn nào á mà các bạn kéo chưa được á thì giờ ok mình sẽ hướng dẫn cho bạn nha. Thì nếu bạn xài Android á thì mình khuyên các bạn để cái dòng nhìn xung quanh này nha. Giờ dòng xung quanh này anh em để luôn 100 cho mình. Xong cái góc anh em để từ 80 hoặc đến 90. Nhưng mà nếu bạn nào mà chưa có độ nhạy thì bạn để 80 cho mình. Cái này thì các bạn để 60 cho mình. Hai cái ống nhắm X2 với X báo này anh em để 60 cho mình nha. Đấy, anh em để 60 thì anh em kéo thử nó không lên thì bắt đầu chúng ta tăng lên 5 bậc thử. Cái đây cái góc sai này anh em là nó ảnh hưởng tới cái việc mà anh em kéo tâm nó không bật nhắm á, là cái dòng nhìn xung quanh luôn á, anh em là không nhắm. Thì anh em để cái mà kéo tâm không nhắm anh em kéo lên đầu, không lên đầu thì anh em chỉnh cái góc này cao này. Đây, nên để lên 90 thử. Nếu cảm thấy ok rồi đúng không? Thì giờ anh em chỉ còn việc có cái X2 việc bóng. Xong anh em vào tặng, anh em test cái X2. X2 thì mới 60 anh em kéo nó không lên đầu thì anh em chỉnh lên 65 cho mình. Thế là không lên anh em tiếp tục chỉnh lên 70. 70 không lên anh em lên 75, 75 không lên 80. Đấy, cái X bóng cũng vậy. Thì đến khi nào mà các bạn kéo cảm thấy nó ok, hợp lý với được cái điện thoại mình rồi thì anh em để im và bắn luôn. Còn các bạn iPhone á thì độ nhạy của cái điện thoại của bạn nó nhạy hơn, nhưng mà khuyên các bạn để thấp xuống một tí nha. Đây là độ nhạy của mình. Đây độ nhạy này thì anh em dùng cho Samsung A50, A30 với A20 nha. Còn các độ nhạy khác bạn có thể chỉnh lại cái độ nhạy của mình cho anh em. Ok. Còn một cái vấn đề kéo tâm á nữa thì đây các bạn để cái nút bắn nha, nút bắn này xuống càng thấp thì cái tỷ lệ vào đầu nó càng cao, cái tỷ lệ hết sót nó càng cao nha. Thì khi mình để cái này xuống càng thấp á thì khi các bạn kéo lên thì nó sẽ có một cái độ dài nhất định, thì kéo lên là nó nói chung là khoảng cách nó dài hơn nên tỷ lệ vào đầu nó càng cao nha. Còn các bạn để lên cao này thì tỷ lệ nó thấp hơn một tí nhưng mà nó vẫn vào nha. Nhưng mà mình khuyên các bạn để thấp xuống, các bạn nào để thấp xuống được ấy, thì các bạn kéo thì nó rất là dễ luôn. Nếu mà độ nhạy của bạn hợp lý á, nữa thì các bạn kéo sẽ auto vô đầu nha. Ok, còn mình thì mình để khoảng trung bình như này thì mình quen rồi nha anh em. Cái này vẫn là thấp nhạy, nên nào được hơn nữa thì thấp xuống một tí nữa, khi kéo lên thì nó rất là ok. Ok, giờ mình sẽ cho anh em xem những cái đồ nhạy qua cho mình test cho anh em nha. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never give it.